Chuyện của Quách Tuần Vũ đã kết thúc. Tôi đã sắp xếp cho em ấy một phòng đặc biệt. Dì Diễm Phương và Quách Thúc buổi tối trực tiếp ở lại đây chăm sóc thằng bé. Diệu Nhi vào buổi tối ở lại chỗ của tôi. Sau khi tắm xong, cô ấy ở bên tai tôi thì thầm nói, tối nay muốn em không? Em đã nghĩ xong chưa? Em đã đánh cược cả đời mình. Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời. Hệ thống có nên tặng phần thưởng cho ta không? Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì đưa cho bạn. Dù sao đưa cho bạn, bây giờ bạn cũng không dùng được. Một quyển sách cổ trông rất cũ xuất hiện trên không gian cá nhân của tôi. Dường như được viết bằng một ngôn ngữ không thuộc về trái đất này. Cái quái gì thế này? Nó không phải là một cái gì đó bẩn thỉu, phải không? Nếu không, làm sao ngươi có thể gửi nó sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ? Cái gì gọi là đồ bẩn thỉu? Đây là kho báu của một nền văn minh, hiểu chứ? Lại còn nói đồ của tiểu nhất ta đây biến thành đồ bẩn thỉu rồi. Bạn có biết đồ tôi giữ là đồ tốt nhất thế giới không? Đừng nói nhảm, cái quái gì thế này? Không có gì. Đó là sau khi bạn phát triển tiềm năng của mình, cơ thể tự động tạo ra dòng điện sinh học. Trong quá trình kết hợp của bạn, dòng điện sinh học này có thể được truyền đến đối phương một cách không thể nhận thấy. Từ đó đem tiềm năng của đối phương cũng dần dần tự chủ kích thích ra. Như vậy bạn trực tiếp nói cái này là công pháp không phải là xong sao? Còn đi vòng quanh một vòng tròn lớn như vậy với tôi, thảo nào mẹ tôi và những bà mẹ nhỏ đó có thể giữ được khuôn mặt trẻ đẹp như vậy. Xem ra hiệu quả của thứ này vẫn còn khá tốt, cũng là một điều tốt. Haha, ai gọi sớm vậy? Là giáo sư Dương Phú. Haha, chúc mừng cậu. Giải thưởng thanh niên dũng cảm. Đây không phải là một danh hiệu nhỏ. Ha, thật trùng hợp, cháu không giúp được gì nhiều. Tất cả đều là công lao của các đồng chí công an trong thành phố chúng ta. Thôi nào, đừng giả vờ nữa, tôi đã nghe rồi. Khi cảnh sát đến, những người đó đều bị anh đánh bất tỉnh. Cậu và một ông già như tôi khách sáo cái gì? Ha, khi còn nhỏ cháu đã học được một số võ công. Chỉ là một vài kẻ buôn người bình thường, không có gì đâu. Đúng rồi, giáo sư Phú, sáng sớm bác gọi điện thoại không phải chỉ để khen cháu đấy chứ? Đó là tất nhiên, hôm nay cậu có rảnh không? Buổi chiều đến nhà tôi một chuyến. Thủ trưởng muốn gặp cậu. Thủ trưởng nào muốn gặp cháu? Công nghệ này của cậu có ý nghĩa rất quan trọng đối với kỹ thuật môi trường của đất nước. Cho nên bên trên rất coi trọng. Vừa vặn hôm nay thủ trưởng muốn đến Đại học Giang Nam để hướng dẫn kiểm tra. Vì vậy, tôi đã dành một giờ để gặp cậu. Cháu chắc chắn sẽ đến vào buổi chiều. Đúng rồi, đến lúc đó mang theo tất cả thông tin. Thủ trưởng hẳn là còn mang theo vài học giả về sinh học và khoa học môi trường. Nếu công nghệ không có vấn đề gì, những điều kiện của cậu hẳn là đều dễ thương lượng. Bác Phú cảm ơn bác rất nhiều. Lần này nhờ sự giúp đỡ của bác, cháu không có gì khác, chỉ là nhiều tiền thôi. Nhân tiện, nghiên cứu của bác có đủ không? Miễn cưỡng thì được. Mặc dù là phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, mỗi năm sẽ có rất nhiều tài trợ, nhưng việc bảo trì phòng thí nghiệm hàng ngày cần tiền. Rất nhiều vật liệu cần tiền. Nghiên cứu và chi phí lao động của sinh viên tiến sĩ cần tiền. Thành thật mà nói, số tiền này chỉ vừa đủ thôi. Dù sao cả trường còn có rất nhiều phòng thí nghiệm trọng điểm. Bác Phú như này đi, cháu dự định tặng 5 tỷ đô cho trường cũ của cháu để tài trợ cho nghiên cứu khoa học. Bác xem cháu quyên góp qua kênh nào tốt hơn. Tiêu Phong, cậu nói thật chứ? Tài trợ nghiên cứu khoa học 5 tỷ đô, nhóm nghiên cứu của chúng tôi ít nhất cũng có thể nhận được vài trăm triệu đô. Nếu có số tiền này, một số dụng cụ đã được áp dụng từ lâu cũng có thể được đặt tại chỗ. Năng lực nghiên cứu khoa học của phòng thí nghiệm nhất định sẽ được cải thiện rõ rệt. Đương nhiên là thật. Cháu sẽ tặng riêng thêm 1 tỷ nữa cho phòng thí nghiệm của bác. Cảm ơn sự giúp đỡ của bác lần này. Tôi sẽ nói chuyện với hiệu trưởng. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào buổi chiều. Cái gì, ai đó muốn tặng 5 tỷ đô la cho trường chúng ta à? Hàng năm, nhà nước sẽ phát sóng rất nhiều quỹ nghiên cứu cho các trường học. Đại học Giang Nam là trường đại học toàn diện hàng đầu cả nước. Kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm chỉ dưới 5 tỷ. Nói khó nghe hơn, làm nghiên cứu khoa học thực ra là một việc đốt tiền. Không có tiền, cho dù là một đám học giả cùng nhau cũng không thể làm ra cái giám. Lão Phù chúng ta không nghe nhầm phải không? Có người muốn quyên góp cho trường chúng ta 5 tỷ đô để tài trợ cho nghiên cứu khoa học. Vâng, ông không nghe nhầm đâu. Và anh ấy là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Hôm nay thủ trưởng đến đây chủ yếu không phải để kiểm tra và chỉ đạo, mà là để gặp cậu học sinh này. Hình như anh ta có một nghiên cứu quan trọng để báo cáo cho nhà nước. Thành tích nghiên cứu quan trọng. Lão Phú, đề tài của ông đã đột phá rồi. Hiệu trưởng, tôi không quan tâm. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi nghiên cứu điện cực giang điện mới đã đến một thời điểm rất khẩn cấp. Nếu lần này kết quả ra, tôi đảm bảo rằng nghiên cứu về pin trong trường chúng tôi có thể đạt đến số 1 trong các trường đại học trong nước. Ngài nhất định phải chia thêm tiền cho tôi. Lão Ngô, đừng nói nữa. Bây giờ ai làm thế? Trọng tâm phát triển trong tương lai chắc chắn là hướng đi của trí tuệ nhân tạo của chúng ta. Hiệu trưởng, 2 năm trước ông đã đồng ý cho chúng tôi một khoản tiền để mua thiết bị mới. Lần này anh không thể từ chối được nữa. Lão Lý, như vậy có quá đáng không?
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo là tốt. Đừng nghĩ hai thứ đó giá bao nhiêu, chúng tôi không biết. Nếu nhập khẩu từ nước ngoài ít nhất cũng phải một khoản 15 tỷ đồng. Tại sao một mình bạn chiếm 1/3? Các nhóm chủ đề khác của chúng ta còn có thể sống không? Mọi người làm nghiên cứu khoa học cũng không dễ dàng. Không thể nói như vậy, tôi không đồng ý với yêu cầu của lão Lý. Lão Đinh, lần trước học sinh của anh làm hỏng một thiết bị của nhóm chúng tôi vẫn chưa tính sổ với bạn, và bây giờ anh đang cùng họ chống lại tôi. Đó là hai chuyện khác nhau. Mấy ông già, tiền còn chưa có mà bắt đầu nghĩ đến việc chia. Tôi nói với các bạn, số tiền này là do tôi kiếm được. Không có sự đồng ý của tôi, không ai trong số các bạn sẽ nhận được một xu. Lão Phú, anh uống nước trước đi. Chúng tôi đều biết mặt mũi của bạn là lớn nhất. Này, Lão Phú, hai chúng ta đã giao tình nhiều năm như vậy rồi. Số tiền này, Lão Phú, có phải cháu trai của anh sắp tốt nghiệp không? Tôi có một cháu gái gần bằng tuổi thằng bé. Bạn nghĩ người trẻ, mọi người có thể làm quen với nhau. Cuối tuần sau cùng đến nhà tôi ăn cơm nhé. Lão Lý, cháu gái của bạn trông giống như dưa hấu nước trà. Đừng nghĩ là tôi không biết, haha. Lão Phú, cháu gái của ta rất đẹp. Con bé học nhảy từ nhỏ, thân hình ổn. Dương Phú lần đầu tiên có một loại cảm giác ngẩng cao đầu. Đừng xem bản thân ông ấy là một học giả. Toàn bộ đại học Giang Nam có hơn 40 học giả, tất cả bọn họ đều có danh hiệu này. Mấy ông già này bình thường không ai phục ai. Thậm chí còn mơ hồ có một người bị cô lập, đó là hắn. Dương Phú luôn là người bị mấy người đó đem ra chế giễu. Ha ha ha, các bạn cũng có lúc cầu xin tôi. Số tiền này nhóm nghiên cứu của chúng tôi muốn 500 triệu. Các bạn có ý kiến gì không? Không ý kiến. Số tiền này vốn là do bạn giành được. Đúng, không quá đáng. Việc phân phối tiền sẽ được thảo luận sau. Tôi còn có chuyện muốn nói với các bạn. Kết quả lần này là do các nhà tài trợ thực hiện. Nhưng hắn là chúng ta. Nếu học sinh trung học cơ sở của trường Xác Minh không có vấn đề gì, thành tích này rất có thể sẽ được đề cử giải Nobel năm nay. Các có nên biết giải Nobel đại diện cho điều gì? Nhưng giáo sư như tôi không muốn chuyện này gây quá nhiều phiền phức cho cậu ấy. Cậu ta hy vọng kết quả này có thể được công bố dưới danh nghĩa của khoa sinh học của trường chúng ta. Vì vậy, trong thời gian tới, tôi cần các bạn giúp tôi chuẩn bị tài liệu để dán vàng lên mặt. Dương Phú còn đặc biệt nhấn mạnh học sinh của tôi. Đây là chuyện lớn của trường chúng ta. Chúng tôi có nghĩa vụ. Đúng rồi, lần này anh sẽ dẫn đầu. Tất cả chúng ta cái xương già này đều nghe ông sắp xếp rồi. Mỗi vị giáo sư già đều đập ngực. Về phần là thật sự vì trường học hay là vì thêm một ít tiền, tôi cũng không biết nữa.